Xin chào các bạn, quay trở lại với Gia Bảo Channel. Ngày hôm nay, Gia Bảo Luxury sẽ đem đến một thiết kế biểu tượng đến từ nhà sản xuất Rolex, một chiếc đồng hồ trong dòng sưu tập Datsun. Datsun được phát hành vào năm 1945 để đánh dấu 40 năm thành lập của thương hiệu Wittrock & Davis, tên ban đầu của Rolex. Ban đầu, nhà sản xuất muốn gọi chiếc đồng hồ này với tên Victory để ăn mừng chiến thắng của quân đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Nhưng rồi nhà sản xuất cũng đã đổi tên gọi này sang tên gọi là Jubilee. Tuy nhiên thì tên Jubilee đã bị bỏ và thay thế với cái tên Datsun, có nghĩa là chỉ có ngày, dựa vào ô cửa sổ báo ngày tại vị trí 3 giờ. Còn tên Jubilee trở thành tên gọi của một loại dây đeo đồng hồ được phân biệt với các dây đeo President và Oyster có 3 mắt, còn dây Jubilee thì có 5 mắt trên cùng một hàng. Rolex Datsun như là một minh chứng về sự tiến bộ của ngành chế tác đồng hồ giai đoạn 40 của thế kỷ 20, với cơ chế nhảy lịch ngày thông minh mà ít thương hiệu thời điểm đó có thể làm được. Thực tế, Rolex Datsun là chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên có trang bị ô cửa sổ chỉ ngày. Datsun được xem là dòng đồng hồ có nhiều biến thể nhất về chất liệu trong những bộ sưu tập của Rolex, từ chất liệu vàng vàng đến demi vàng, thép và cả chất liệu vàng hồng. Tuy nhiên, sau hơn 70 năm hình thành và phát triển, những chiếc đồng hồ Rolex Datsun vẫn giữ vẻ đẹp trường tồn theo năm tháng, thách thức mọi giới hạn của thời gian, luôn là biểu tượng của nhà sản xuất Rolex nói riêng và giới đồng hồ nói chung. Xuất hiện tại Gia Bảo Luxury ngày hôm nay là chiếc Rolex Oyster Perpetual Datsun 116231. Tuy nhiên tôi sẽ gọi ngắn gọn nó với cái tên là Datsun 116231 mà thôi. Sở dĩ được xem là thiết kế biểu tượng của Rolex vì chiếc đồng hồ này sở hữu những đặc trưng chỉ có thể tìm thấy được trong những chiếc đồng hồ của Rolex. Thứ nhất, Datsun 116231 xuất hiện trong dáng vỏ khung truyền thống Oyster. Oyster có nghĩa là con hàu luôn đóng chặt miệng. Đó là những gì mà Rolex muốn gửi gắm trong bộ khung của mỗi mảnh ghép thời gian của hãng, có thể chống nước yêu Việt. Những chiếc đồng hồ lặn chuyên nghiệp của Rolex có thể lặn sâu dưới đáy biển lên đến 1.000m, còn chiếc Datsun tuy không phải là một chiếc đồng hồ lặn chuyên nghiệp, nhưng nó cũng có thể lặn được đến 100m. Bộ vỏ khung được làm bằng chất liệu thép 904L độc quyền Rolex đã được đánh bóng tinh tế từ trước ra sau. Hiện nay, loại thép được sử dụng là 316L, có khả năng cứng, chống xước, chống mòn tốt. Thì thép 904L được Rolex cho nghiên cứu và sản xuất với công thức riêng, chưa từng tiết lộ ra bên ngoài. Chất liệu thép 904L cho thấy khả năng ưu việt hơn hẳn. Thì đây, chất liệu độc quyền thép 904L chính là đặc điểm riêng biệt thứ hai của chiếc Datsun 116231 này sở hữu. Thứ ba là chất liệu vàng hồng Everose, cấu tạo nên vành bezel, núm chỉnh giờ và phần dây đeo đặc thù Jubilee. Vàng Everose trong chất liệu vàng cao cấp này có pha thêm bạch kim đến từ Rolex, có khả năng kháng cả chất clo trong muối biển, bởi vậy có thể giúp cho chiếc đồng hồ này luôn giữ được vẻ hồng mà không bị phai màu theo thời gian. Đi kèm với bộ vỏ khung dáng vẻ khỏe khoắn, mạnh mẽ, hoàn hảo là dây đeo Jubilee bằng chất liệu 9L và vàng Everose Correct. Nếu vàng hồng được đánh bóng nổi bật, thì phần thép ở xung quanh lại được làm xước mờ hoàn chỉnh, đem đến cái nhìn hiện đại cho những ai sở hữu chiếc đồng hồ Datsun 116231 trên tay. Cố định dây đeo trên tay là khóa gập của Rolex, được cố định đánh dấu bằng một logo vuông miệng Rolex nhỏ tại đây. Những chất liệu tuyệt vời như thép 904L và Everose đã đánh tan hoàn toàn nỗi lo về rỉ sét hay phai màu có thể xuất hiện trong quá trình sử dụng. Và đây chính là lý do khiến những chiếc Rolex luôn nhìn như mới, giữ giá cho chiếc đồng hồ này có thể trong vòng nhiều năm. Đi đến phần mặt số của Datsun 116231 này, nếu chỉ sử dụng sự ấn tượng và đẹp thôi sẽ là không đủ. Mặt số có màu hồng nhàn nhạt, lấy nguồn cảm hứng từ mạch vi tính, gồm nhiều chữ Rolex xếp lớp đan xen với nhau. Đây được xem là bước đột phá về mặt thiết kế đồng hồ của Rolex. 10 viên kim cương trên mặt số được bọc vàng có vai trò làm cọc chỉ giờ vững chãi. Riêng góc 12 giờ là vương miện biểu tượng của Rolex, đứng tại vị trí cao nhất. Và dĩ nhiên rồi, không thể bỏ qua ô cửa sổ báo ngày tại vị trí 3 giờ, điều làm nên tên gọi cho dòng đồng hồ này. Có trang bị thêm một kính cyclop giúp việc xem ngày trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bộ kim dáng gậy khỏe khoắn cùng ô cửa sổ chỉ ngày thông minh đều được điều chỉnh thông qua một núm chỉnh giờ nhỏ có dấu logo vuông miệng của Rolex tại đây. Và giờ tôi sẽ thao tác quá trình điều chỉnh ngày cũng như là giờ cho các bạn theo dõi. Núm chỉnh giờ của chiếc đồng hồ Datsun 116231 này được thiết kế soạn vắn vít cổ chai
bắt chặt vào trong bộ vỏ khung để tăng khả năng chống nước. Bởi vậy, để có thể điều chỉnh được ngày cũng như giờ thì chúng ta buộc phải vặn trước. Ra nước đầu tiên là nước vặn cót. Tiếp theo đó chúng ta sẽ nấc nhẹ một lần nữa để có thể điều chỉnh được ngày. Và một lần cuối cùng, nấc cuối cùng là để chỉnh giờ. Hiện tại bây giờ là 6:20. Đây là thời điểm tốt để chúng ta có thể điều chỉnh. Và tôi sẽ vặn để các bạn có thể xem được cơ chế nhảy lịch ngày thông minh của chiếc đồng hồ này đã được Rolex trang bị như thế nào. Ngày đã nhảy từ ngày 18 sang ngày 19 nhờ cơ chế nhảy lịch ngày thông minh. Tuy nhiên có một điểm lưu ý cho những ai muốn thay đổi lịch ngày, đó là các bạn chỉ nên điều chỉnh lịch ngày vào cái khung giờ an toàn cho một chiếc đồng hồ cơ học mà thôi, không nên điều chỉnh từ lúc 10 giờ tối cho đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Và chắc chắn rằng các bạn cũng sẽ tò mò với bộ máy bên trong của chiếc Rolex Desert này rồi. Tuy nhiên với thiết kế vỏ kín thì thật khó để chúng ta có thể quan sát. Nhưng đến với ngày hôm nay, Gia Bảo Luxury sẽ mở máy một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng. Và dĩ nhiên rồi, bộ máy được trang bị là bộ máy 3135. Bộ máy 3135 được Rolex sử dụng từ năm 1988. Còn với chiếc đồng hồ hiện tại trong khung hình này, bởi vì được sản xuất từ trước năm 2000 nên dây tóc Brachome chưa có màu xanh. Dù vậy, dây tóc vẫn được làm từ vật liệu Siloxi nên có khả năng chống từ cũng như giảm sóc tuyệt vời. Mà theo phía nhà sản xuất Rolex, dây tóc Brachome có khả năng giảm sóc gấp 10 lần dây tóc truyền thống khi xảy ra va chạm mạnh. Còn trên bộ máy 3135 này của chúng tôi gồm có những chi tiết đã được Rolex nghiên cứu trong nhiều năm mà giờ vẫn được giữ lại, như là rotor nguyên bản được sáng chế năm 1931 bởi Hans Winthrop, hay là đinh ốc Miss Grostella đã được Rolex sáng chế từ năm 1957, vẫn được sử dụng cho đến ngày nay nhưng trong một chất liệu khác, chất liệu vàng. Ngoài tăng tính thẩm mỹ, những bánh xe gai có màu hồng được phủ chất Teflon để tăng hiệu suất của rotor cũng như khả năng lên có tay đều đặn hơn. Hoàn thiện cho bộ máy 3135 này là những đường trải xước mờ ở trên rotor cũng như vân ballet trên cầu nối. Và dĩ nhiên rồi, bộ máy 3135 cũng nhận được chứng nhận chronometer của tổ chức COSC cho tính chính xác được in trên khung chính này. Chiếc đồng hồ Rolex Desert là dòng đồng hồ ưa thích của những ngôi sao nổi tiếng trên thế giới, như là Harrison Ford, Christian Bale hay cả Paul Newman. Hiện tại, chiếc đồng hồ Desert 116231 trên tay tôi có giá niêm yết là 13.150 USD. Đây là cuối video rồi. Nếu như các bạn cần thêm thông tin, có thể truy cập thêm trên trang web của chúng tôi. Và nếu như thắc mắc, các bạn hãy đừng ngại mà comment dưới video này của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!